Alo. Chào ông, tôi là Hùng Nhỏ. Đại ca Toàn Khỉ Đốm có nhờ tôi đến gặp ông để bàn câu chuyện. Ok, đại ca đã có lời, chiều mai hôm qua gặp tôi, địa điểm tôi sẽ báo sau nhé. Sao hôm nay da em mịn thế? Lại còn cười nữa, đáng yêu thật sự vậy. Anh diễn hơi sâu rồi. Thực ra là anh chỉ khen như thế để cho em đỡ tủi thân thôi. Sao mà tìm hàng người ta? Cứ để tự nhiên, đừng có nhìn nó. Alo. Tôi đang ở quán này. Đi sang bên này. Lại. Lại để cao ấy. Xin thơm nhá. Xin thơm. Chào ông, tôi là Hùng Nhỏ. Ông khỏe chứ? Xin lỗi, ăn uống đi. Tôi khỏe, nhưng mà đang lặn sâu. Chắc ông biết vụ trang trại bị keng rồi chứ? Tôi có nghe ông cứu đại ca. Vậy ông đến đây, tôi với ông bây giờ là gì? Đại ca đang lánh nạn. Việc làm ăn với Toàn Khỉ Đốm, đại ca ủy quyền cho ông làm tất. Thế ông làm gì? Ông cần hỗ trợ gì thì tôi làm. Ok, vậy việc bây giờ là gì? Hàng của bọn thằng Toàn Khỉ Đốm thì đã chuẩn bị gần xong. Trước mắt, ông cần kết nối với khách tàu. Thông kênh bên đấy rồi thì báo lại với tôi. À mà này, thằng Huy đâu? Sao không thấy nó tham gia vụ này? Huy Hạt á? Cũng đang dính phốt, nằm im, thở khẽ. Thế ông tính khi nào đi? Để tôi tính, chắc sớm thôi. À, ông nghỉ ở đâu? Thiếu gì chỗ? Tôi té trước đây. Okay. Ngồi lâu không tiện. Nó ra rồi. Bám theo nó. Nhớ là đừng bám sát quá. Thấy chưa? Alo, anh à, cẩn thận có đuôi đấy. Tất cả chuẩn bị, rắn dã ra khỏi hang. Nhớ nhắc anh em là tản ra, đừng có bám sát quá. Ok, cẩn thận bị nghi ngờ nhá. Rồi. Mình phải đi theo không anh? Không phải đi theo nữa. Có đủ người rồi. À, mà sao anh không bảo anh chiều đừng có về nhà? Nhỡ chúng nó bám theo chết. Việc đấy thì em không phải lo. Ông ấy khôn mà. Nghĩ cũng tội nhá. Đi xa nhà bao nhiêu ngày tháng, giờ về nhà còn không được vào nhà. Biết làm sao được. Nhỡ sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi. Rồi còn liên lụy đến cả gia đình, người thân nữa. Mà mẹ anh ấy tháng trước bị nhập viện đấy. Anh có biết đâu. Ôi, sao không ai bảo anh nhỉ? Sợ anh bị phân tâm, không tập trung vào công việc được. Mà thỉnh thoảng em có thời gian ý, chạy qua chạy lại thăm các cụ một tí. Có vấn đề gì thì báo lại cho anh nhá. Thứ bảy chủ nhật có thời gian em vẫn sang mà. Mẹ em còn tưởng em là
Mà chính ra anh thấy em với anh ý đẹp đôi chứ. Vừa cùng nghề này, vừa hiểu được cho nhau. Ừ nhờ. Này, em xinh thế này cũng đáng để anh mai mối đấy. Ừ em xinh mà, em xinh mà. Ừ. Em không nói anh chả biết là em xinh đâu, thật đấy. Alo. Ok. Tôi sẽ bảo Hoàng Toàn chuẩn bị. Khi nào cần hàng. Rồi. Alo. Bọn tàu đã sẵn hàng. Rất gấp rồi. Vậy thì 3 giờ sáng em sẽ rời khỏi khách sạn. Chắc lúc đấy bọn theo dõi em cũng đi ngủ rồi. Sao ạ? Về nhà em ạ? Vậy thì tốt quá. Lâu lắm rồi em chưa thăm nhà. Nhớ nhà quá anh ạ. Dạ dạ. Chào anh. Chào em gửi. Alo. Ừ anh đây. Sao rồi? Dạ chuẩn rồi. Tên Mùa A Tông, sinh năm 1978, quê quán Yên Lâm, Hưng Hòa. Phải khẩn trương giữ lại thân nhân thằng này. Về xã xác minh làm rõ, tranh đánh đầu. Dạ. Vụ này giao Thắng trực tiếp xử lý. Đó. Đi đi. Có lẽ khỏe không? Mình mới về ừ. Này. Đó. Trong nhà có khách à? Đố anh biết đây. Mẹ. Anh chiều. Con. Mẹ. Con của mẹ. Rồi mà cứ như trẻ con đi. Mẹ tưởng không còn được nhìn thấy anh nữa đây. Sao mày nói thế à? Mẹ bị nhồi máu cơ tim. Mày có các bác trong cơ quan đến kịp đưa mẹ về Hà Nội cấp cứu chữa trị mới qua khỏi được đây con ạ. Mẹ ngồi xuống đây ạ. Tuần nào cũng có các cô, cô Tú, cô Linh, rồi cả anh Thắng nữa, thay nhau đến thăm nom mẹ con ạ. Chuyện tay đình như thế sao mẹ lại giấu con? Thôi, mẹ nói cho con biết làm gì, con đã có công việc quan trọng. Mẹ không muốn con lo lắng thêm. Anh Thắng nữa. Chuyện như thế anh phải bảo em chứ. Có trách thì trách tôi này. Vì thời gian đó cậu đang trong hang ổ của thằng Chư, không thể báo thông tin này được. Vì như vậy sẽ bị phân tâm, sợ bộc lộ không tốt. Đơn vị đã thay mặt cậu lo mọi việc rồi. Cứ yên tâm mà chiến đấu. Bảo thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả tốt đẹp rồi ha. Bây giờ chiều vào thắp hương cho bố ha. Còn Thắng xuống giúp em cún. Đem mâm rượu lên đây. Hôm nay là tôi phải uống với thằng Chiều vài chén mới được.
nhà chuẩn bị chu đáo quá. Mà các ba có mời mẹ. À rồi. Chà. Anh Triều. Dạo này đảm đang gớm nhỉ. Em đang lắm chuyện để kể cho anh lắm đấy nhá. Rồi. Thôi tí nữa em kể. Ừ. Anh xin phép ạ. À. Nào, rót rượu ra Triều. Thôi chúc sức khỏe chị, chúc sức khỏe mọi người nhá. Cảm ơn bác ạ. Mời chị. À, Triều trông khỏe mạnh ra nhỉ. Thế nào, xa đơn vị mấy tháng, còn nhớ đường về không? Dạ còn chứ ạ. Chị ạ. À, chị sẽ phải cố gắng khắc phục khó khăn một thời gian. Vâng ạ. Khi nào Triều nó xong việc, hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cho nó về nghỉ phép một tháng với chị. Còn thấy không, các bác, các anh, các chị em ở cơ quan lo lắng đến mẹ rất nhiều. Nên con đi công việc không có phải lo lắng cho mẹ và em nhiều nữa nhá. Dạ. À, còn đây. À, gọi là có một tí chút xin biếu chị để chị bồi bổ sức khỏe. Xin chị vui lòng nhận cho ạ. Dạ. Cảm ơn bác nhưng mà cho em xin phép ạ. Ồ không sao, dạ, chị cứ cầm lấy cho tôi vui. Cầm lấy đi. Dạ. Coi như đây là quà thưởng nóng của giám đốc công an tỉnh về thành tích của cậu Triều. Đúng đấy ạ. Dạ. Tôi thấy là mấy cô trong đơn vị hay đến thăm chị. Chị thấy cô nào được thì tính cho thằng Triều luôn đi. Nó cũng ngoài băm rồi. Để lâu không vợ con sợ ngại. Tôi nghĩ là các cô ấy ai cũng là sáng sủa, cao giáo, hoạt bát. Chỉ có quyết được thì quyết luôn đi. Dạ. Tôi thì làm gì được ạ. Bây giờ bọn trẻ chúng nó yêu ai, cưới ai, mình có quyết thay được đâu ạ. Triều, thế con nghĩ như thế nào? Con đi đánh án đã đủ đau đầu rồi. Bây giờ thêm chuyện vợ con vào nữa, có mà chết. Đấy, các bác xem đấy. Bằng gần này tuổi đầu rồi mà cứ mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con là dãy đây đẩy ra. Cứ như thế thì bao giờ mẹ mới có cháu để bế? Chị yên tâm. À, sắp tới có một khóa học viên của khoa ma túy ở Học viện Cảnh sát Nhân dân ấy, ra trường, tôi sẽ chọn một cái cô bé nào xinh xinh ấy. Tôi sẽ đưa về PC04 để cho gần cậu này. Lửa gần rơm này lâu ngày sẽ bén. Mà rơm này nó có ướt thì nó cũng bén. Mời chị. Dạ. Thế các bác, chú ngồi chơi với em nó nhá. Tôi xin phép được xuống bếp một chút ạ. Vâng. Mẹ đi xuống nhé. Vâng ạ. Dạ, chào. Vâng, cảm ơn chị ạ. Bây giờ tranh thủ báo cáo vắn tắt tiến độ của công việc đi. Dạ. Báo cáo chú, báo cáo các anh là khi tối thằng Tòng có gọi điện từ Trung Quốc về. Ừ. Là báo bên đó Mã Lão Đại đang chuẩn bị đón hàng và báo về cho thằng Toàn chuẩn bị ạ. Tình hình như thế nào? Hàng thì đã chuẩn bị xong. Còn chưa biết là phương thức vận chuyển và theo đường nào ạ. Đã nắm được thông tin về nơi sản xuất chưa? Dạ, cái này thì em chưa rõ. Nhưng em nghĩ là khu vực phía Nam ạ. Chuyện ấy để đính sau. Bắt được thì sẽ rõ thôi. Việc bây giờ là phải làm sao đón cho lô hàng thật tốt. Này, thế đã dự kiến được địa điểm giao nhận hàng chưa? Dạ báo cáo chú, thằng Trư có kể là chúng thường giao dịch ở Hưng Hòa. Bởi vì ở Hưng Hòa có nhiều km đường biên giới giao với Trung Quốc. Và ở đó thì địa hình đồi núi hiểm trở, cho nên là tiện cho việc giao dịch ạ. Việc cần làm bây giờ là cần phải nắm được chính xác địa điểm, cách giao và thời gian giao nhận hàng như thế nào. Anh vẫn theo dõi cái đám thằng Tòng và bọn đàn em của nó chứ? Vâng, hiện tại là trinh sát
vẫn đeo bám bọn đàn em của nó. Còn thằng Tổng thì đang ở bên Trung Quốc. Thế còn Triều? Dạ. Cái việc khớp lệnh với thằng Toàn thế nào rồi? Là cháu tính là lại sẽ vào Nam một chuyến nữa. Sao không gọi điện báo mà đi làm gì? Em nghĩ không được đâu ạ. Đây là việc tối hệ trọng của thằng Toàn. Nếu như em không vào trực tiếp giao dịch thì chắc chắn chúng sẽ không tin đâu ạ. Tôi nghĩ cần phải biết được cái khả năng thằng Toàn biết cậu Triều này trở về một mình, nó sẽ có những cái phản ứng gì. Cái điều thứ hai là các ông phải nghĩ xem cho tôi, nếu như nó phát hiện hoặc nghi ngờ cậu Triều thì cái điều gì sẽ xảy ra. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bất quá cũng chỉ là những cái trò rung dọa kiểu như thằng Chư đã từng làm với thằng Chiều. Lý do? Thứ nhất, chắc chắn là thằng Toàn sẽ biết tin là thằng Chiều đã từng cứu thằng Quy Ạc trước đây. Thì không có lý do gì mà thằng Chiều lại đi báo công an bắt thằng Quy Ạc. Nó sẽ không tìm ra được động cơ trong việc này. Chỉ có thể giải thích là không may thôi. Cái thứ hai, thằng Quy Ạc bây giờ đã bị bắt thì tất cả các mắt xích trong đường dây vận chuyển sẽ bị rời rạc. Không ai có thể đảm nhận được ngoài thằng Kiều. Chính vì lý do đó, em nghĩ thằng Kiều sẽ ổn. Ta phải thấy là thằng Toàn đang rất cần cậu Triều. Dù nó có nghi ngờ cậu Triều chút ít thì nó cũng không bao giờ có suy nghĩ là để thủ tiêu thằng Triều. Nếu mà có cái điều gì xảy ra cũng chỉ là dọa thôi. Dạ. Yeah. Cháu cũng nghĩ là như vậy. Thôi, cứ để cháu vào đấy một chuyến nữa. Vỏ bọc cháu còn chắc lắm ạ. Mời chú, mời anh. Dạ. Này, trao đổi xong á, là cố gắng tìm cách trở về ngay. Tuyệt đối không tự ý áp tải hàng. Vai trò của cậu á là chấp nối thông tin. Cứ để đám thằng Toàn tự kết nối giao dịch với thằng Tổng. Cậu cần phải tách ra khỏi chuyện này. Hiểu chưa? Cái điều đó thì đương nhiên rồi. Chẳng nhẽ trinh sát của ta lại trở thành một mắt xích trong đường dây của chúng à? Được rồi. Cái chuyến đi Nam của cháu á, chú sẽ cử cho một tổ bọc lót cho cháu khi cần thiết. Thế thì tốt quá. Nhưng mà chú đừng cử anh Tuất đi nhá. Ngày ấy quen nhau trên chiếc xuồng, con em đưa em vào trận đánh cành lá ngụy trang rung rinh in đai nước. Non lá che nghiêng mái tóc dài tha thước ơi cô gái Cần Thơ trang nghiêm mà lòng lấy. Chỉ một lần quen sao dương dân mãi trong lòng, bắn đốt ngón tay tính từ năm tháng. Mười năm rồi em, anh chưa trở lại sợ. Để cho thương chờ dời dời mến mang, cho à, dòng sân mát dặn cách năm. Đại ca. Sao? Thằng Hùng nó tới một mình. Nó tới một mình à? Dạ đại ca. Thằng Huy đâu rồi? Thằng Hùng nó thằng Huy bị công an bắt rồi. Thằng Bách với thằng Cường đang đưa nó về. Dạ đại ca, tụi em đang về.
chắc khoảng 2 tiếng nữa là tụi em về tới á. Thôi, đừng đưa nó về đây. Thằng này rất đáng ngờ. Dạ. Chúng mày biết phải làm gì rồi đấy. Cho nó bài học hả đại ca? Thịt. Thịt luôn hả đại ca? Ném xuống sông rồi quay trở về đây. Nhưng mà sao phải thịt nó vậy đại ca? Tao đã nói thịt là thịt. Nó là dích đi. Dích là gì vậy đại ca? Dích là treo ngu. Em biết rồi anh. Xe kìa. Theo em á, mình để xem thế nào đã. Mày biết cái mẹ. Thằng này rất đáng ngờ. Nó đi theo thằng Trư. Trang trại thằng Trư bị phá. Thằng Trư bị bắt. Nó đi theo thằng Huy Ạt. Vũ trường bị đập. Huy Ạt bị bắt. Chắc chắn thằng này có vấn đề. Thôi, thì đi cho an toàn. Tại sao lại dừng lại ở đây? Không phải vào nhà anh Toàn ăn cơm à? Xuống xe. Nhanh. Nhanh. Giơ hai tay lên. Nhưng mình giết nó. Lô hàng này tính sao anh? Theo em á, mình cứ bắt nó về, hỏi cho ra lẽ. Nếu nó là dích thì mình giết nó vẫn chưa muộn. Quỳ xuống. Chúng mày muốn gì? Nó sang đây là nằm trong tay của đại ca rồi. Có gì đâu mà lo. Quỳ xuống. Giết mày chứ làm gì? Tao là bạn làm ăn của anh Toàn. Tại sao bọn mày muốn giết tao? Tại sao ạ? Tại vì anh Toàn muốn giết mày. Chẳng may bọn kia nó bị bắt, không liên quan tới nó thì sao đại ca? Tao không tin. Tao là mối làm ăn lớn của anh Toàn. Đưa tao vào gặp anh ấy thì giết cũng chưa muộn. Anh Toàn bảo giết là giết, không nói nhiều. Nghe. Đưa nó về trường gà chờ tao. Dạ. Yeah. Đứng dậy gì gặp anh Toàn. Đứng lên. Chết thiêng. Ông phù hộ cho thằng Triều. Hôm nay tôi lại nằm mơ một giấc mơ thật là khủng khiếp ông ạ. Ông phù hộ cho con nó tránh được mũi tên hòn đạn cho tôi nhé ông nhé. Để cho con nó vượt qua mọi nguy hiểm, bình an trở về nhà ông nhé. Thank you.
Sao giờ này mẹ chưa đi ngủ? Mẹ lại đang lo cho anh Triều đúng không? Không lo sao được. Mẹ lại vừa nằm mơ anh Triều mày bị rắn độc trong rừng cắn đấy. Mẹ lại xem thế giới động vật đúng không? Không. Cả ngày hôm nay người mẹ bồn chồn. Lúc ăn cơm thì mẹ lại cắn vào lưỡi. Mẹ lo lắm. Không sao đâu mẹ. Anh ấy ổn mà. Mẹ nghĩ nhiều rồi đấy. Nếu mày có sướng làm ma thì đừng có trách tao. Tao hỏi lại, mày là ai? Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nghe bước chân phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, các bố nhận hai. Tìm mình trong cơn mưa đau, vẫn ngước mắt cùng đời đầu. Dù dòng đời cuộn trong phong cậy thần, thần cậy cái giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.